Đau quá hả? À. Chân. Rồi gái em đi vòng vòng em chú mặt quá hả? À. Vòng vòng em chú mặt quá. Chú mặt quá. Rồi giờ con chào đi. Trong vòng nhất. Bây giờ mình đi đâu nè? Mình đi uống cà phê. Uống trà sữa. Trà sữa. Tôi uống trà sữa mà uống hai cầm 247. Sigo đó bảo ha. À. Này bơm em ơi rồi. Em không một câu hồi này yêu anh ngoan nè. Vui. Trở lại tuổi thơ. Nghe tuổi thơ âu quay đầu luôn. Như vậy vậy là Sigo đó bảo. Trời ơi vậy là trở về tuổi thơ luôn rồi. Tuổi thơ mà gặp xe đó bảo là khoái lắm. Được rồi. Một cái thôi được rồi chị ơi. Chị ngon ngồi đâu chị ngon. Tí uống gì? Uống là bào. Sigo đó bào. Sigo đó bào. uống cho khỏe giống cân lên. Sương quá à. Mẹ ơi. Uống Sigo đó bào phải không? À, anh Dũng uống gì? Phương Dũng uống gì? Chú Phương uống gì? Chú Phương. Uống mẹ phẩm. Đó bào Sigo. Hỏi chú à. Chú uống mẹ phẩm còn kiểu cha. Không. Mở đây tốt quá chữ ta. Em ngồi đó quán ha là bên kế bên là sông nước hữu tình luôn nè cô chú anh chị ơi. Thế là chui trời này công nhận đẹp hay đẹp hay vậy đây đẹp quá trời mát luôn đẹp ha. Ngồi đi chơi đi đâu chân chị chân dòng chị chân đi đâu ê anh đẹp thấy vừa heo hen đẹp ha. Công nhận anh đẹp trai quá đi nè. Ê ghế hỏi mẹ uống gì kìa. Mẹ uống như mẹ á. Mẹ đâu uống bảy con kêu cho mẹ uống bảy ha. Mẹ ủa lộn chị Trân kêu cho mẹ Sigo đó bà. Mẹ ơi mẹ cho hai mẹ hai mẹ con mình vô mẹ ơi vô ừ mẹ ơi vô mẹ ơi vô chơi luôn mẹ ơi vô không vô có không vô là mẹ chăm vô con mẹ vô đi mà khoan để ba chú Phong giờ mới có ai ngủ không nha. Trời ơi giờ này mà con lại hỏi hả là tao giác múa. Hello trời ơi ông già kêu ai vậy bảy à tầm bảy biết ông này là ông gì không. Xin lỗi chú. Con không quen không đó đâu. Vậy sao kêu người ta chị? Ừ. Không quen kêu chị. À, mẹ, vô nè. Vô. Vô đây nè, không vô. Đây, tôi có rồi đây nè. Trời ơi. Nè, con phải nói chuyện với mẹ đó là phải nói chuyện nhẹ nhàng nha. Mẹ này mẹ vợ. Ừ, nhưng mà phải nói chuyện nhỏ nhẹ nha không? Để làm chuyện. Bằng hồng đi em gì quấy qua cậu cho ba luôn. Ê, đợi đã, đợi đã. Dạ. 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 Chú làm bạn bị ăn hết em hoài vậy sao giờ chị mua ăn. Hết mua. Hết bạn không? Không chú không. Đừng chú không bây giờ mình chú Phương. Chú Phương. Ừ. Mày giỏi đó. Lộn rồi đó. Mới cà lâm á. Mới cà lâm á. Nó là vui. Vui không? Dễ mời. Dạ. Mà cậu hỏi nè, yêu đi xuống mà về đây đi xuống về chị mừng. Nó hoài à trời. Nó hoài à. Nó hoài à. Quen rồi kìa. Hoài này dạ đi. Tè 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 quê. Nó nghe nè, Dương ơi. Dạ. Em hỏi Dương ơi. Dạ. Yêu anh. Nó hoài nè. Bị hài vậy. Nó hoài thế à. Anh ơi. Cho mắt cầm thành. Ê, ba ba. Trời ơi nó mát đổ mồ hôi kìa. Nãy xem mà mệt chứ luôn á. Mệt quá. Mệt. Ê tí. Mệt. Để tao câu vậy. Mày mốt chú kêu với ai kêu là phải dạ nha không? Dạ. Ừ. Dạ vậy thôi. Không lên. Dạ rồi ơi. Dạ, được chú à. Mệt quá đi hà. Mệt không? Mệt quá à. Thôi về luôn, không chở tí đâu. Trời trời á. Là ăn no ở hả? Nãy mới ăn gì không? Ăn gì không? Ông xèo ngon quá chừng không? Ngon. Muốn đi khọt nữa. Mới ngọt giờ không ăn. Ê. Rồi nào ăn mới xèo. Ê, ăn muốn xì khói luôn ha. Ha. À, chạy mặt lại luôn. Ê, mệt quá. Ơi, mệt quá cho mình. Mệt nó. Nó hầm ôi. Ê, còn cái miệng cây, ai gì à, chú cây gì. Dì mừng ơi. Sao bà chị mừng xấu quá đi nè. À, sao? Đi rồi. Biết ai đâu à? Thấy đấy. Rồi, đấy. À, sao? Con phải kêu chị ơi, lẻ lên chị ơi. Ông chị ơi, chị. Ông ăn nước không kìa. Trời ơi, vậy hả? Cho đi ngồi nè, đi trong chi trời. Đi kêu nữa. Trời, chị không có đi hà. Bó tay rồi, bó tay gì chân luôn. Sao hả? Vợ quanh á, thương quá trời thương hà. Danh quá. Ê, vợ chú Phong ai thương? Em thương anh cái gì ê đó nó nè dòm tôi nói nè vậy nè má đánh vô lãng hay bà cố rồi trời thương chăng được chó ai thương em trời ơi thương này nè thương cu tè luôn
Ê. Đừng cho tiền nữa. Nè. Vợ chú không sao tí thương. Không cho đâu. Em luôn. Này nè. Này nè. Này. Đừng có đánh chống loạn, đừng có đánh chống loạn. Tôi đang hỏi chuyện. Mẹ ơi. Chú Hoàng hiếp con kìa mẹ, mà mẹ. Vợ người ta mà cứ đòi thương. Đúng biết thương rồi, thương tiền cho. Nóc ao cái bây giờ. Con giận mà giận mà mốt về luôn á. Về đi. No. 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 No cho anh này đó, điện con bắt cái đó. No. No. No là không á. Anh hey, hey, hey. Dạ. No, I don't go. Dạ, dạ. Alo. Dạ. Kêu dạ đây, dạ. Dạ. Kêu dạ. Dạ là chảnh quá ha, chảnh quá ha. Kêu dạ. Trời ơi, dữ thương quá. Trời ơi. Chạy gì mày ơi, chạy vậy? Đó, xin cô đó bà rồi cá. Đi. Mày bữa ăn còn. Nè, ô cái này mới ngon nè. Ồ ừ, đã rồi. Rồi nè nè, hai đứa cầm ly lên nè. Nè. Ê khoan, cầm lên lên chứ không chụp hình nè. Cầm lên đi. Diễm Hương cầm lên. Diễm Hương. Hai đứa nè. Nè, mẹ. Nè vợ nè. Ai ba. Đó là vui. Ai ba. Nhìn qua đây là Út ơi, tí ơi, đúng rồi. Vui nha. Rồi ăn đi. Ừ. Mày không ăn thế nào? Khẩu cho có vậy thôi vậy. Cái vụ này là chắc là lần đầu tiên ăn cái vụ này nè. Ừ. Mấy đừng không? Mới nè. Quậy lên. Quậy lên. Sữa là xương à. Ừ. Chứ là mới ăn được này nè, ngon, rất là bổ. Giờ có ăn lần nào chưa tí? Có một lần mẹ con bông nhóc. Rồi. Dạ. Cái gì? Ừ, nó xạo và cố luôn á. Mày mốt hả? Ăn kiểu này là không cho ăn luôn. Tao tìm những cái món mà chưa ăn. Cá bị nhảy nha, cá còn sống hồi nãy bị nhảy lên. Ê trộn lên đi. Ê Út có nhảy con rồi kìa. Ngon dữ Hương. Ờ vậy hả? Cá còn sống nhảy hai con rồi chết chồng. Ăn mẹ đi dữ Hương ơi. Đừng có nhông mặt. Đừng có nhông mặt. Đừng có nhông mặt cháu lắm. Có đang làm đá đem ra. Rồi có kêu con ly nữa không? Ngon có kêu con ly nữa không? Ê uống không? Đá bào. Uống không? Anh đá bào không? Quá à. Ăn đi ngon lắm á, trở về tuổi thơ xíu đi. Anh đợi cho mày cho mình cha. Ừ, làm nó bảo lên. Rồi anh với ông Phương. Hai ly, bên em với chị Thu nữa nè. Không, em không uống. Rồi chị Thu. Không. Rồi vậy là hai ly nữa. Vậy là hai ly đá bào nữa là đủ đó em. Thấy hai đứa nó ăn thèm quá. Nghe mà nhìn đúng ngoài trời. Ngon quá. Em đem chai nước rồi uống. Rồi nước miếng chảy nữa nè. Vô miếng rồi. Nó ngon kìa. Ăn quá. Trộn lên. Ủa gì vậy? Lúc ăn ấy là đi. Đi vô hả chơi đi. Trời ơi. Ông chị. Ổn quá. Nhớ gì đâu mà thấy cái chai nhìn mới ghét rồi. Mày chết rồi chứ tao nè. Mày chết rồi chứ tao nè. Dạ rồi. Nói chai kìa. Ngon nha. À, mày ngon ơi. Ăn hiếp bọn tôi hả? Ủa, dám ăn hiếp không? Không ra. Chị Bảy. Hello. Bữa nay có bạn cái kêu cái đầu kia không có chị mà. Chị Bảy. Chị Bảy đâu rồi? Em xin lỗi đi chị Tám. Tám. Tám mười luôn. Bé ai à? Bé ai ai? Trời. Chết mày rồi, tí ơi. Ai? Chết. Quay đây con thưa cô đây. Có bạn luôn. Thưa cô. Trời mới xạo vậy sao? Mới nãy gặp người ta. Mới đuổi người ta. Đuổi người ta đi. Tám à. Mới lên. Mới đuổi người ta thấy người ta hoành thắng xe cái két kìa, bây giờ của ta mới lên. Mày sợ bị đánh hả? Ừ. Chị vợ đó. Vợ ai? Vợ mày với chị vợ ai? Không, con đâu quen đâu. Con thấy lạ quá, đâu quen đâu. Chị của Diễm Hương á. Chị Diễm Hương đó. Rồi chết mày rồi. Em mua vô hả? Chết mày rồi, chết mày rồi. Nửa về làm rễ nè ha, biết tay với chị rồi nha. Em hỏi chị nè, yêu em không nặng. Chị chịu rễ này không? Chị không rễ đâu. Không, mẹ không cho đâu, mẹ không chịu đâu. Mớ gì? Cho đâu. Mẹ không cho đâu. Mẹ chửi bên nhà luôn á. Cho đâu, dở. Bên nhà luôn, chứ nó thiệt đồng nó láo đâu. Hề luôn á. Rồi trộn lên, quậy lên. Xúc. Múc có đá đó, ăn giờ này nó lạnh nó đã luôn nè. Nhâm. Đây là quán mà ở trong thôn quê cũng gần nhà của Út luôn với cái chú anh chị.
để Nghiệp quay cái toàn cảnh cái quán. Đúng rồi. Ngon. Nhỏ. Ẹp mà ngon gì? Ngon tức ra mày ẹp. Nó lại coi cho nó lại đó. Mới là ngon, nên là vui. Ngon ha. Bà đi về luôn rồi. Bà đi về nhà bà chứ đâu. Tí ơi, ăn ngon không? Ăn ngon. Sao kiểu gì? Mai mốt là dạ nha không? Dạ. Dạ nhỏ nhẹ coi. Dạ đúng rồi dạ. Nói mày nhẹ vậy mà nhỏ giọt thì thôi. Ừ. Nhưng dạ, mà chứ mà dạ người ta muốn té cái đó. Mai mốt mà dạ của đó hả tôi đẩy xuống xe liền luôn á. Thôi đừng cười đâu chứ mừng, đừng cười. Nó không cười. Tới dạ. Dạ lại. Dạ. Dạ gì mà ta té xe luôn. Đã xấu rồi mà dạ con không có duyên nữa hả? Mẹ. Con mẹ. Nghe con ngoài à, Nguyễn Hà. Không mà chú nói thiệt, chú Phong không bao giờ mà nói cái dốc láo gì cho á. Xấu chú Phong nói xấu à. Rồi vậy mà Diễm Hương phái à, Diễm Hương phái cửa. Ê, giờ, tí. Không. Tí, không khép giò kìa. Rồi tí, túm nó liền, túm nó. Ôi giời. Tí, ngồi cho mạnh tí. Ê, nó khép nó liền. Giò lại liền không? Diễm Hương ơi. Đừng đứng lại nữa. Diễm Hương kìa. Diễm Hương ơi. Diễm Hương. Đi. Diễm kìa Diễm Hương. Tí để em hỏi Diễm Hương nè. Diễm Hương. Dạ. Hỏi thiệt nha. Tí thấy ủa Út thấy Diễm Hương hay tí có đẹp trai không? Đẹp. Trời ơi. Đẹp chỗ nào đẹp vậy? Chỗ nào đẹp nhất? Vậy mắt rồi Diễm Hương. Đẹp chỗ nào nhất? Mắt rồi Diễm Hương. Con chào Hương. Lộn. Con chưa quá. Thấy tí trò đẹp nhất rồi chỗ nào? Nó ai xe con số bắt rồi kìa. Râu gậy tôi không ơi. Anh quên đi hà. Ừ con đậu con bay. Mắt con đậu con bay mà nó đẹp gì? Bây giờ coi kìa. Trời. Diễm Hương. Buồn quá đi hà. Trời ơi ông bà tình tứ dễ sợ. Trời ơi. Thèm đá bào quá chị ơi. Bà nồng đi em qua cậu gió bãi luôn. Tí ơi. Gì? Mới muốn gặp dạ. Chị là có đuổi nữa nha. Dạ. Cưng dạ, là chị bắt Út là không trả cho cưng luôn đó. Rất mẹ. Em thề luôn, không bao giờ nói nữa. Thề luôn. Trời ơi, hứa một câu mình giữ luôn. Tí nữa chị mời Món hả chị đắp vô cho cậu cho tí luôn. Con đâu? Mẹ. Ừ. Con đâu rồi? Mẹ. Trời ơi. Xe của chị đâu rồi? Xe bà trong này nè. Mấy xu hả? Mẹ của em chưa bán nữa, nghỉ rồi. Bán xu. Ồ, cảm ơn. Ừ, của anh ha. Rồi. Là chị Nghiệp không có uống nha, mà cái này Phong với anh Phương nè mỗi ôi, anh không muốn nghe anh vậy. Mấy anh già uống nè. Anh em đừng uống nha. Ở trên Phong Chu Phong uống đi. Mà mình à, nghe mặt lên cao luôn. Để Phong cho quý vị ê, xem nha, ê, trên đây nó có ê, gì nha. Cá nè, cá heo nè, cá rô nè. Chú Ghen. Bye bye chú Ghen. Trời ơi, tôi đang nói chị ơi, ơi, ơi. Tôi đang thả cái cá này nè. Mẹ, mày coi mày giúp con ngoại kìa. Cái gì đâu mà cái bố. Ủa trời ơi. Qua, ra đâu, dặn chú Phong. Ừ, chú Phong với con hả là như đạn mắng vậy đó. Chú. Nó là chui. Ờ, ngon quá cô chú anh chị ơi, đá bào nha. Anh Phong để ý nha. Rồi. Máy em quay ở đâu nha. Trời ơi, thằng quỷ. Ý tình, nó nãy ghiềm hàng, nó ghiềm hàng. Ghiềm hàng quá vậy ơi. Ghê quá à. Ngon quá. Ờ rồi con nè, con cá này là cá hồng nè. À, cá heo nè. À, cá heo. Ờ ồ ồ ồ, tới. Rồi. Ngon quá. Ê. Nhấp. Ngon quá mày ơi. Bả. Ngon thiệt á. Dạ bê. Đúng vậy chị Trân. Anh không có nói chơi đâu à. Trời này. Trời này ngon. Trời lạnh này nè. Ủa quá trời đất chứ quên. Anh Nghiệp. Đừng có ăn. Giờ anh ra đó đừng có ăn. Giờ anh ra đó. Đúng rồi. Anh ra đó đừng ăn. Rồi nó đã gì đâu quá trời. Giờ anh ra đó. Đâu đẹp gì vậy? Dễ thương quá vậy, giống bút bê rồi. Không có cái thương thiệt luôn á trời ơi. Trời ơi, về chắc tôi ngắt. Hỏi nè, em làm bút bê này còn gì nữa? Bút bê Barbie. Này cô bé ơi. Nó đừng sạch tự hoài vậy. Cái mặt con là bông bụp với cái búp bê cái gì. Không hát mà ta sạch luôn á. Hát này rồi ta. Rồi Phong mời cô chú anh chị nha. Cái này là đá bào. Mà ở Thành Thị á thì người ta ở đây á là bán trà sữa á. Còn ở đây hay trà sữa không biết có hay không mà thấy đá bào rồi thấy hấp dẫn à. Trở về tuổi thơ. Mẹ mua một ngày cái ăn quá.
Mà có luôn cao. Ê, đâu uống rồi, của anh đâu rồi, anh Nghiệp, của anh đâu? Cô nước của anh đâu? Cái gì? Nước của anh đâu? Ê, đứa nào ăn sao cùng đứa đó rửa trả tiền. Vậy đi quyết định. Ờ. Chưa đâu biết đâu không, sao tại em mệt mà. Trời ơi Diễm Hương kìa. Chịu ăn ghê chưa? Thấy chưa? Ê, ăn mẫu ra một mới Diễm Hương. Dạ. Ai như con mà con ngồi con nấu hoài. Bữa tay. Nè mẫu đậu nè Diễm Hương ơi. Trời lạnh ăn đã không anh? Ngon ngon. Ừ. Trời lạnh ăn đã thì nấu ăn đã chứ, kêu lạnh ăn đã. Ôi, ngon 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 ngon. Ôi, nói nghe, ăn đại đi, không sao đâu. Ôi, không mất luôn á. Đi Đà Lạt mà ăn. Đúng rồi. Khỏe lắm á. Ăn đại đi, chưa được, thu. Thu, ăn đại đi, em thương nhẹo. Chị. Thu, thu ăn đại đi, em thương nhẹo. Đúng rồi. Thì thu, nghe không? Vậy thu không 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 trời thù giận luôn á. Ai em thương nhẹo. Thương ai? Hỏi ăn cái đó đi, thương nhẹo. Thương ai? Cái đó chút tính đặc ngon. Thương ai? Thương chị Thu nhiều. Chị Thu nhiều quá. Bên nó nha nói không phải chị Thu, chú Phương chở ghệ đó, cự liền á. Thôi, nè, con tự gài nút ra. Gài nút lại đi, chị mua không? Không gài chăm chỗ á. Úc, Úc, con tự gài nút nữa coi, cái nút sau cùng kìa. Đây em gài cho chị. Con gài là được không? Không làm gì, không biết, không biết, không biết làm gì chân á. Ngon không cô? Ngon. Trời ơi, hai đứa nó làm là ba mẹ vợ chìm nghiễm luôn rồi. Con mẹ sao là đó là con mẹ bị hai đứa nó làm lết ghế luôn. Không phải luôn à. Nó là vui. Vui à. Nó là vui. Điểm ơi. Dạ. Điểm hay Diễm Hương. Đi cái gì vậy anh nhỉ? Đá bào. Nó đau bụng em gây đau bụng quá. Đau bụng quá cùng nói bụng đau quá rồi nói. Cảm ơn chồng bạn chị chân đẹp quá, ta tóc lắm quá, chân đẹp quá trời luôn ha. Ôi, từ sáng giờ em biết nhiều lắm. Em ơi chị chân tóc đẹp chân quá ha. Trời ơi, kêu bấm trong cây gà chị chân. Đẹp không, đẹp không? Trong xe của chị, xe của chú Hồng á. Ê, chị chân đẹp không? Đẹp dữ luôn. Thế không? Đẹp dữ luôn à. Mà vợ người ta mắc mớ gì hen hoài vậy? Dạ. Hả? Mẹ á. Con hen mẹ của con, mẹ có ghen không? Ghen đúng ghen. Không có ghen đâu. Vợ của chị Trân đẹp quá trời đẹp rồi, cả đây cả nó tôi làm gì? Vợ của người ta khoan hoài. Mẹ ơi, đẹp quá đẹp. Chị Phong chơi, có đâu chơi Phong đâu. À, không có chơi ha. Vậy mà ngồi. Dạ. Anh Trân, chú Phong nghĩ em mời gà Trân. Ăn lại đi mà, ăn lại đi chị Quỳnh ta. Trân. Ngon không nè? Úp ơi. Dạ. Ăn ngon không con? Ngon. Ừ. Đó thấy không, kêu Út là Út già đó. Út ơi. À, ê. Dạ, đừng nghe chú Phong nó bậy á. Tôi có, nó đúng mà. Chú Phong nghe mốt, chú Phong, mà chị mà chơi chân mút cho Phong giận luôn, giận, giận đó. Giận, đó giận. Là vui, đó là vui. Bây giờ chú Phong hỏi nè, cái ly con ăn ngon không? Ngon. Thiệt không? Dạ ngon. Dạ ngon. Ừ, nói mốt hỏi dạ, có câu nào cũng phải dạ nha. Rồi coi kìa, chỉ có thấy đường thôi, chỉ làm rộp, chỉ rộp rộp vậy đó. Thôi mặt mũi bây giờ nè, sạch nè. Rồi sạch hả? Nói rồi bắt đầu dùm đi chú Phong ơi, mặt quá ha, cái đầu quá ha. Thôi con chào khán giả. Mẹ. Nè. Mẹ. Mà coi chú Phong kìa, ép con ngoài con, con sạch mũi con chết luôn rồi sao? Đó, nói cho bị bà nhận cho. Rồi. Em ngoài ha. Rồi, thôi mẹ mét, ha. Mét quá chú Phong sợ quá. Thôi về chào. Đừng em nữa. Rồi thôi chào bye bye đi. Em ăn trống đây, em ngoài. Rồi thôi con bye bye đi rồi mình ăn. Không, bây giờ nè, con phải chào thật lòng. Chào cô đi. Mình bây giờ chú Phong dạy luôn. Con chào cô chú. Cô chú. Con chào. Cô chú. Cô chú. À, cô chú ăn với con. Ăn với con. Ừ, đưa đây. Tôi bà ơi. Khôn dễ vậy trời. Kêu ăn quá khôn dễ vậy luôn á. Không có bị liệu. Rồi, thôi bye bye đi con. Bye bye. Bye. Rồi xin chào cô chú nha. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào cô chú cho con một like. Cho con like đi. Nó like nhất. Chị đừng á. Em ơi. Rồi Phong xin chào. Cả cô chú anh chị cho đó và cho anh Phương Râu nè, anh Hạnh Phương Râu 10, chị Hương Sen Đồng Tháp, chị Bỏ Cân nha, là cả team mình. Quý cô chú anh chị ơi, thì hôm nay bữa này đó là Phong đi có Thanh Phương Đồng Tháp, Phan Nghiệp Vlog, rồi Hương gì nè, cái gì nè, Hương Sen Đồng Tháp và Bảo Trân Vlog luôn. À, trời ơi, dìm hàng tao hoài quý sư. Chạy đi quý sư.
Rồi, hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của hai bé nhé. Rồi, Phong xin chào.